Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga có công ty Việt Nam Ngày 24 tháng 2, BBC Tiếng Việt cho hay, Mỹ áp đặt thêm hơn 500 lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có công ty ở Việt Nam. Theo đó, Mỹ vừa công bố danh sách trừng phạt dài nhất từ trước đến nay, nhắm vào hơn 500 cá nhân và tổ chức của Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine. Có công ty hoạt động tại Việt Nam nằm trong số bị trừng phạt BBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, những lệnh này nhằm đảm bảo Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá đắt hơn nữa cho hành động xâm lược nước ngoài và đàn áp trong nước. Theo ông Biden, các lệnh trừng phạt sẽ dán xuống vào cổ máy chiến tranh của Nga khi nhằm vào hệ thống thanh toán MERS của Nga, các tổ chức tài chính và cơ sở công nghiệp quân sự. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, trong gói trừng phạt ngày 23 tháng 2, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm tới gần 300 cá nhân và tổ chức, Bộ Ngoại giao nhắm vào 250 cá nhân và tổ chức và Bộ Thương mại bổ sung thêm hơn 90 công ty vào danh sách cá nhân và tổ chức. Các lệnh này cũng được áp dụng với các lãnh đạo nhà tù mà Mỹ cho là liên quan đến cái chết của ông Navalny, các cá nhân và tổ chức từng né tránh biện pháp trừng phạt, các cơ sở sản xuất năng lượng trong tương lai cùng các lĩnh vực khác của Nga. BBC dẫn lời đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov khích Washington không nhận ra rằng lệnh trừng phạt sẽ không thể hạ gục chúng tôi sao. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết, Liên minh châu Âu, Anh và Canada cũng có hành động nhằm vào Nga ngày 23 tháng 2. Anh đã phong tỏa tài sản của 6 lãnh đạo nhà tù nơi ông Navalny qua đời và cấm họ tới Anh. Vương quốc Anh cũng áp đặt các lệnh cấm đối với xuất khẩu kim loại, kim cương và năng lượng của Nga. Và đây là hình ông Navalny, một nhân vật đối lập của Nga mới chết trong nhà tù. Trong khi đó, EU đã công bố lệnh trừng phạt đối với 200 tổ chức và cá nhân mà họ cho rằng đang giúp Nga mua vũ khí hoặc bắt trẻ em Ukraine khỏi nhà. Các biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt lên các công ty và cá nhân liên quan đến việc vận chuyển vũ khí của bắt hàng sang Nga. Theo BBC, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ, Anh, EU, Úc, Canada, Nhật Bản đã áp đặt hơn 16.500 lệnh trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, BBC dẫn nhận xét của một hãng tin quốc tế rằng nền kinh tế 2.500 tỷ đô la tập trung vào xuất khẩu của Nga, đối mặt với 2 năm chịu lệnh trừng phạt, tỏ ra có sức chịu đựng tốt hơn những gì Moscow và phương Tây dự đoán. BBC dẫn tin từ Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ cho hay, Nga đã tìm cách bán dầu ra nước ngoài với giá cao hơn mức giá trần của G7 và hạm đội bóng tối, gồm khoảng 1.000 tàu chở dầu được sử dụng để vận chuyển số dầu này cơ quan năng lượng quốc tế cho biết, Nga vẫn xuất khẩu 8,3 triệu thùng dầu mỗi ngày nhờ thị trường Ấn Độ và Trung Quốc. Và đây là hình ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Tương tự, vẫn theo BBC, các nhà nghiên cứu tại King's College London cho rằng Nga cũng có thể nhập khẩu nhiều hàng hóa bị trừng phạt của phương Tây bằng cách mua thông qua các quốc gia như Georgia, Belarus và Kazakhstan. Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kazakhstan, Liechtenstein và Việt Nam vì trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và bổ sung nguồn lực cho nước Nga. BBC dẫn nguồn từ Quỹ tiền tại quốc tế. Theo đó, năm 2022, năm đầu tiên của cuộc chiến, nền kinh tế Nga suy giảm 2,1%. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại cho Nga khiến mức tăng trưởng kinh tế mà nước này lẽ ra có thể đạt được trong 2 năm qua đã bị giảm 5%. BBC dẫn gợi ý của tiến sĩ Stino Gaja rằng các lệnh trừng phạt chưa khiến việc tiến hành cuộc chiến này trở nên quá tốn kém đối với Nga và điều đó có nghĩa là nước này có thể tiếp tục cuộc chiến này trong một thời gian tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga có công ty Việt Nam Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cao tốc Việt Nam Ngày 20 tháng 2, Báo Tiếng Dân có bài Sống ở Việt Nam là phải chấp nhận của bác sĩ Võ Xuân Sơn. Tác giả đề cập đến vụ ồn ào về cái cao tốc thắt eo. Mọi người bàn tán về cao tốc hai làng xe, mỗi bên một làng, không có giải phân cách cứng, ý kiến này nọ. Làm tác giả nhớ câu chuyện cao tốc nội bài Lào Cai khoảng 10 năm trước. Hồi ấy thấy nhiều người khen cao tốc này nên tác giả chạy từ trong Nam ra xem. Khi về tác giả viết bài, chê cái đoạn hai làng, mỗi bên một làng, không có giải phân cách cứng. Thế là bị đập tơi bời, thậm chí còn bị coi là phản động. Nhiều kẻ còn bảo muốn sướng thì cút sang Mỹ mà sướng, Việt Nam chỉ có thể thôi. Và từ đó, theo tác giả, Việt Nam bắt đầu có cao tốc hai làng đường, mỗi bên một làng, không có giải phân cách cứng. Chẳng thấy ai nói gì, bây giờ cái vụ tai nạn ở cái đoạn thắt eo trên cao tốc La Sơn gì đó, mọi người ra sức đổ lỗi cho bộ giao thông vận tải, thiết kế ra cái cao tốc thắt eo như vậy. Bộ chẳng bảo là cao tốc này xây đúng thiết kế, vẽ đường đầy đủ đó sao? Các bạn đừng có mà lớn tiếng, kết tội họ khó như thu giá họ còn nghĩ ra được xá gì chuyện này. Và đây là hình bài trên báo tiếng dân. Tác giả bình luận, Việt Nam là như vậy, cao tốc Việt Nam là như vậy, trong mọi so sánh với cao tốc các nước, cao tốc của chúng ta chỉ hơn về chi phí xây dựng, còn lại mọi cái nó khác lắm. Đi được thì đi, thấy nguy hiểm thì đừng đi, lái xe trên đó thì phải tập trung vô đường, đừng có mà suy luận. Đường thực tế nó thế nào thì đi thế ấy, đừng có tưởng này tưởng nọ. Tác giả cho biết, khi đi trên đường thấp tốc, chúng ta đã quá quen với việc chuyển đổi tốc độ đột ngột với cây cõi hay dù che lắp biển báo hoặc biển báo đặt lung tung. Chúng ta đã quá giỏi trong việc phá bẫy của mấy anh chuyên bố trí ở những đoạn như vậy để kiếm cái không phải là thiết yếu để không bị mất tiền. Thì chúng ta cũng phải làm quen với các vấn đề của cao tốc Việt Nam để không bị mất mạng. Tác giả Mỉa Mai kết luận, sống ở Việt Nam thì phải quen với việc đó. Nếu không quen được thì ráng chung vô mấy cái ban dự án đường cao tốc, sáng tạo thêm các cao tốc cả hai bên, chỉ có một làn đường, thậm chí nửa làng đường cho cả hai chiều cũng được. Kiếm một mớ rồi ra nước ngoài xài cao tốc bên bển. Cùng ngày 20 tháng 2, báo tiếng dân có bài Vài suy nghĩ về cao tốc My Day in Việt Nam của tác giả Mai Quang Hiện. Và đây là hình vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Tác giả cho rằng Cao tốc mà mỗi chiều chỉ có một làng, không giải phân cách cứng, không làng dừng khẩn cấp, thậm chí còn không có cả chỗ dừng để đi tè, thì tốt nhất không nên gọi là đường cao tốc để tránh ngộ nhận và thất vọng gây ảnh hưởng tâm lý. Tác giả Mỹ Mai, cao tốc mà có biển báo đại khái làng dừng khẩn cấp cách 1.500m, tức là thông báo rằng còn 1.500m nữa mới đến chỗ dừng khẩn cấp, đã gọi là dừng khẩn cấp rồi mà còn phải đợi gần 2km mới tới thì không khác gì bên bệnh viện có thông báo hết giờ cấp cứu. Tác giả nhận xét, trên cao tốc phiên bản một làng mà gặp xe tải nặng dẫn đoàn thì coi như cả đoàn phải bò theo hàng chục km. Vì đó mà người ta sinh ra ý tưởng là cứ xa xa lại làm một đoạn phình ra để cho các xe vượt nhau. Làm đường vượt đứt đoạn kiểu này nghe có vẻ hợp lý trên lý thuyết nhưng lại rất bất hợp lý trên thực tế. Tác giả phân tích, địa hình thực tế các tuyến cao tốc đều trải qua đồi núi các xe tải nặng khi lên dốc thì chỉ bò được với tốc độ từ 20 đến 40 km một giờ. Lúc này các xe khác rất muốn vượt thì lại không vượt được. Đến chỗ được phép vượt, tức làng vượt phình ra thì thường là chỗ chân dốc, địa hình bằng phẳng. Lúc này các xe tải nặng đã trở về tốc độ từ 70 đến 80 km h Các xe khác muốn vượt thì buộc phải tăng quá tốc độ cho phép và đang chạy nhanh thì gặp ngay nút thắt cổ chai, gom hai ba làng thành một thì rất nguy hiểm và vụ tai nạn vừa rồi đã chứng minh điều đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cao tốc Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.